Chào mừng các bạn đã đến với kênh game giải trí. Bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn một trận đấu có tên là Lâu đài của Samurai. Con bài Lâu đài của Samurai là một con bài môi trường, một con môi trường của Samurai nha các bạn. Các bạn xem cách mà Bandicoot chơi đất Samurai và tạo thành những con xạ thủ. Rồi bay ra rất nhanh thôi các bạn. Đây các bạn thấy gọi bay cực kỳ nhanh. Trong một tính mà gọi ra đến 4 quái. Mình sẽ xem lại nhá. Bây giờ mình sẽ kích vào con bài môi trường Samurai để các bạn xem kỹ. Một số cao thủ Duelin ở bên game Yugi Earth Duelin có bảo mình rằng Death Samurai này ở bên Duelin nó cũng cách chơi của nó là dạng như là quán tính kêu, nếu như một tên mà không giết được đối phương thì nó cũng tên sau nó cũng hơi yếu, nhưng mà cái mạnh của Death Samurai đó chính là một tên có thể kết thúc đối phương. Các bạn thấy nhá, mặc dù con bài Samurai đầu tiên là bị con bài hâm trung phá hủy, nhưng mà nó tiếp tục gọi thêm ba con rất lợi hại. Vừa rồi mình đã giới thiệu các bạn một con bài môi trường Lâu đài của Samurai. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nha.